Chào tất cả các anh chị có mặt trong buổi webinar buổi tối hôm nay. Rất là vui lại được gặp mặt các anh chị sau một tuần. Hôm nay Nguyệt xin giới thiệu với các anh chị về một dòng sản phẩm hiện nay đang là sản phẩm chủ bọ và là một sản phẩm chiến lược của Nu Skin. Một sản phẩm mà chắc rất là nhiều người biết đến, đó là sản phẩm Life Pack. Nhưng trước khi nói về Life Pack thì Nguyệt cũng xin nói về một chút về Pharmanex. Pharmanex là một viện nghiên cứu chuyên môn đã có uy tín trên 15 năm với 40 giáo sư có bằng cấp cao trong những lĩnh vực y học liên quan đến từ nhiều quốc gia. Và hiện nay công ty Pharmanex có một đội ngũ khoảng 150 chuyên gia có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực điều chế thuốc, chuyên sản xuất những các cái sản phẩm chiết xuất 100% từ thiên nhiên và có bề dày lịch sử nghiên cứu, luôn quan tâm đến những cái kết quả luận chứng của các sản phẩm đã trải qua được thời gian nghiên cứu lâu dài thông qua tính năng trị liệu và những các cái kết quả lâm sàng. Và tất cả những các cái thực phẩm chức năng của Pharmanex thì đã được tiêu chuẩn hóa một cách chính xác. Các cái thành phần hoạt tính thiên nhiên có lợi ích cho cơ thể thì sẽ được phép điều chế phù hợp với đặc tính và tiêu chuẩn của từng sản phẩm. Và Pharmanex hiện nay có 6 sản phẩm tiêu biểu đã được cơ quan quản lý dược phẩm an toàn dược phẩm của Hoa Kỳ cấp phép, đó là sản phẩm Lifepak, sản phẩm T-Green, sản phẩm Omega, sản phẩm Resimac và Codimac và Codichon đã được đưa lên những các cái danh mục đơn thuốc tham khảo của các bác sĩ tại Mỹ số 58 phát hành năm 2009. Và sản phẩm của Pharmanex thì hiện nay 6 sản phẩm này đã được cơ quan an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ cấp phép. Và hôm nay sản phẩm Nguyệt muốn nói đến là một trong những sản phẩm Lifepak, là những sản phẩm chuẩn bị vào thị trường Việt Nam. Tất nhiên đây là một sản phẩm là thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng không phải là thuốc, không có tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên, nó có rất là nhiều những cái thành phần để nâng cao thể trạng sức khỏe, nâng cao hệ miễn dịch cũng như là nâng cao được sức khỏe của con người. Và nếu mà như để có một cuộc sống khỏe mạnh thì cần phải có một chế độ tập thể dục, nghỉ ngơi hợp lý, những chế độ ăn uống điều độ và có một quy tắc nhất định. Và Lifepak là trọng tâm của Pharmanex, là một loại thực phẩm bổ sung được kết hợp bởi 6 loại thực vật dinh dưỡng, 10 loại khoáng chất, 13 loại vitamin và các thành phần chống oxy hóa đa dạng giúp bổ sung những các cái thành phần dinh dưỡng dễ dàng thiếu trong cuộc sống sinh hoạt bận rộn ngày nay. Ngày nay chúng ta biết rằng là hiện nay chúng ta nạp vào cơ thể rất là nhiều thức ăn, tuy nhiên thì vitamin và khoáng chất không đủ. Chính vì sự không đủ đó làm cơ thể những các cái tế bào của chúng ta mất dần năng lượng. Khi mà một tế bào không khỏe, sự trao đổi chất diễn ra không được thường xuyên thì cái tế bào đấy nó sẽ bị yếu đi, và khi tế bào yếu đi nó sẽ kéo theo rất là nhiều những các cái bệnh tật sức khỏe. Và nói về tính năng của Lifepak thì hiện nay Lifepak các nhà khoa học đã đưa ra nó có những tính năng như sau. Thứ nhất, đó là tính năng chuyển hóa những các cái axit amino và năng lượng. Tính chất thứ hai đó là giúp tăng cường sức khỏe và bổ sung những dinh dưỡng. Cái thứ ba đó là làm sáng mắt tăng cường những các cái thị lực của chúng ta với thành phần vitamin B2. Cái thứ tư nữa là cải thiện khả năng về giới tính, đặc biệt đối với nam giới mà ít hưng phấn thì nó làm tăng cái sự hưng phấn, nó làm cho lưu thông máu được tốt hơn, phòng chống ung thư tuyến tiền liệt và thành phần vitamin B và những cái chất lycopene có ở trong sản phẩm. Một cái tính năng nữa đó là cải thiện về chức năng tiêu hóa. Và thành phần không thể không nhắc đến đó là những các cái tính năng của nó giúp cho xương trứng cứng và chắc. Nó cung cấp những các cái chất dinh dưỡng cho xương và có cả tác dụng đối với khớp nữa. Đó là với những các cái thành phần vitamin D, thành phần về canxi và magie. Đó là những thành phần rất là tốt để có thể là hấp thụ được canxi. Khi mà hiện nay ở trong thuốc Tây có một số người điều trị về thiếu canxi thì
thì đơn thuần nếu chúng ta chỉ uống canxi thông thường thì khả năng để hấp thụ vào cơ thể gần như là không có. Khi mà vitamin D và magie kết hợp với canxi thì nó là chất dẫn cho canxi hình thành xương được tốt hơn. Cái tính năng nữa của lipoc là giúp tử cung của phụ nữ có thai được khỏe mạnh. Đứa trẻ sinh ra sẽ khỏe mạnh hơn bà mẹ, thì sữa sẽ được tiết ra dễ dàng hơn. Và một tác dụng nữa đó là tác dụng chống oxy hóa, phòng chống hiện tượng mất trí nhớ, phòng chống những cái lão hóa của tế bào và phòng chống ung thư. Và thành phần chống oxy hóa là một thành phần rất là mạnh mẽ có trong lipoc. Và một cái tính năng nữa đó là có hiệu quả đối với những các cái chứng bệnh mãn tính, ví dụ như là những các cái bệnh viêm họng mãn tính, những các cái bệnh ho, hoặc là những các cái bệnh đại tràng mãn tính, vân vân, hoặc là những các cái bệnh về táo bón, những các cái chứng cảm, những các cái chứng rụng tóc hoặc chứng lạnh tay chân. Thì tôi muốn nói đến về từng từng các cái thành phần ở trong cái lipoc. Thứ nhất đó là thành phần vitamin. Thì vitamin là một chất rất là cần thiết cho cái quá trình chuyển hóa thông thường như thức ăn sống, cái phát triển và duy trì cơ thể. Vitamin thì chỉ có một lượng rất là nhỏ trong thực phẩm và hầu như không thể tự tạo thành được trong cơ thể, nên chúng ta cần phải cung cấp từ bên ngoài. Trong cái sản phẩm có hàm lượng vitamin tổng hợp thì Lipac có chứa tất cả là 13 loại vitamin. Có rất là nhiều những các cái thực phẩm khi mà chúng ta ăn vào qua quá trình sơ chế, đun nấu nướng thì cái hàm lượng vitamin nó bị bay rất là nhiều. Cái thứ hai nữa đó là khoáng chất trong Lipac. Thì khoáng chất có tác dụng khác nhau đối với từng thời kỳ trong cơ thể, nhưng nó có liên quan để tạo ra những các cái vật chất cấu thành cơ thể và enzyme. Cái khoáng chất này thì cũng không được tổng hợp từ thức ăn và nó phải được cung cấp từ bên ngoài. Và hàm lượng của vitamin tổng hợp Lipac thì có chứa tất cả 10 loại khoáng chất. Ngoài ra thì Lipac có những các cái chất dinh dưỡng thực vật rất là cao cấp và được chiết xuất từ những các cái nhiều thành phần khác nhau của thực vật. Sản phẩm của Lipac là được tổng hợp từ những các cái thực phẩm dinh dưỡng lấy từ 6 loại thực vật khác nhau, và thành phần dinh dưỡng của thực vật thì bao gồm những các cái beta carotin, vitamin C, vitamin E để giúp những các cái chất chất trung hòa trong cơ thể của chúng ta, mà hay gọi là cái chất là free radical, đó là chất có hại cho cơ thể. Và lipoc thì cung cấp thành phần dinh dưỡng giúp trì hoãn cái quá trình lão hóa bằng các cái phân tử sinh học. Lipoc thì cung cấp những các cái thành phần dinh dưỡng, nó làm phòng chống những các cái tổn thương DNA trong tế bào và phòng chống những các cái tổn thương, những các cái chức năng của cơ thể của chúng ta. Và đặc biệt nữa đó là nó phòng chống những các cái tổn thương lipid và những chất đạm trong tổ chức của cơ thể sống. Lipac là một sản phẩm đầu tiên trên thế giới thì được thông qua test về cả thành phần, chất lượng của ba cơ quan độc lập, của ba cái cơ quan test độc lập của trong ngành thực phẩm đa chức năng của Hoa Kỳ, đó là công ty NSF, công ty consumerlab.com và công ty BSCG. Ba công ty này là ba công ty đứng đầu về ngành thực phẩm đa chức năng của Hoa Kỳ. Và điều này thì nó chứng tỏ rằng là cái quá trình thực nghiệm nghiêm khắc các quy định về tiêu chuẩn hóa, phạm vi an toàn cũng như những thành phần nguyên liệu tự nhiên, đồng thời cái quá trình kiểm định khắt khe có thể cung cấp những các cái sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Và Lipac thì đã tiến hành nghiên cứu trên 10 năm cùng với hơn 1 triệu những các cái luận văn khác nhau, và hiện nay cái Lipac thì gắn liền với những các cái khẩu hiệu này, huân chương của các ủy ban Olympic quốc tế. Ví dụ như là sản phẩm Lipac là sản phẩm chính thức của Ủy ban Olympic thế giới và là sản phẩm chính thức của Olympic Atlanta của Mỹ năm 1996, là sản phẩm chính thức
của Olympic Sydney ở Úc năm 2000 và là sản phẩm chính thức của Olympic mùa đông Mỹ năm 2004 và là sản phẩm chính thức của Olympic Bắc Kinh năm 2008. Và đặc biệt đó là Ủy ban Olympic Hàn Quốc vào những các cái hội đại hội thể thao Hàn Quốc là cũng là một sản phẩm được cung cấp chính thức cho cái ủy ban này. Và tôi xin giới thiệu là năm cái ưu điểm chính của Life Park. Thứ nhất đó là đây là năm cái thành phần chính của Life Park. Thứ nhất đó là những các cái anti-aging, tức là những các cái hàm lượng chống oxy hóa thì nó được rất là phong phú. Vitamin E thì có trong sản phẩm Life Park có tác dụng phòng chống ung thư, những các cái bệnh về tim mạch, đột quỵ và phòng chống những các cái oxy hóa lipid, còn được gọi là E của sự hồi xuân. Do đó nó có tác dụng là lưu thông kinh nguyệt hoặc là những các cái bệnh về khớp. Và cái vitamin E và cái thành phần chống oxy hóa, chống lão hóa nữa được chiết xuất từ hạt nho có tên là anthocyanin. Thì cái người Pháp họ sử dụng, người Pháp thì thường là có cái tỷ lệ mắc bệnh ung thư rất là ít, vì họ mặc dù họ ăn rất là nhiều những các cái chất béo nhưng mà họ uống rất là nhiều những các cái rượu vang, và rượu vang thì như chúng ta đều biết đều làm từ quả nho, và tất cả những các cái sản phẩm chiết xuất từ hạt nho này nó là một sản phẩm để giảm cái tỷ lệ tim mạch rất là nhiều. Cái thứ hai nữa đó là chứa một hàm lượng chống chống chất chống oxy hóa phong phú, nó được chiết xuất từ cái lá trà xanh. Và như tôi đã nói một lần trước về một cái bài về trà xanh, tức là nó có cái chất gọi là catechin, là một chất chống ung thư rất là tốt. Và cái catechin là cái thành phần mà tạo ra cái vị mà hơi cay cay ở trong, hơi hơi đắng ở trong trà ấy, mà chúng ta uống mà xong chúng ta thấy đắng rồi chúng ta lại thấy ngọt ấy, thì nó có cái tác dụng chống oxy hóa và khử trùng rất tốt. Thì hiện nay người Nhật Bản, ở Nhật thì người Nhật có tỷ lệ bị nhiễm bệnh ung thư là ít, rất là ít trên thế giới, đó là họ thường xuyên uống trà xanh. Vitamin C trong sản phẩm thì bản thân vitamin C thì có tác dụng chống oxy hóa, và vitamin C thì rất là cần thiết trong việc giúp loại những các cái chất khác như là những các cái chất không có lợi trong cơ thể và giúp những các cái vitamin E hoạt động có hiệu quả hơn. Và thứ ba nữa đó là những các cái nhóm vitamin B thì có hàm lượng phong phú, thì nhóm vitamin B có tác dụng rất là quan trọng trong đời sống, có rất là nhiều loại vitamin B ở trong cái sản phẩm Life Pack này. Các anh chị có thể là dở đằng sau cái hộp ra thì cái hàm lượng vitamin B chiếm rất là nhiều. Lát nữa tôi sẽ nói về cái tính năng của từng những các cái loại vitamin có tác dụng như thế nào đối với cơ thể. Cái thứ tư đó là phối hợp một cách cân bằng giữa các khoáng chất hữu dụng cho xương và khớp. Thì như trên tôi đã nói rồi, canxi, magie và vitamin B thì tất cả đều biết rằng canxi cần thiết để cấu tạo nên xương. Tuy nhiên chỉ với canxi không thì không thể hình thành để tạo nên xương được, mà cần phải có magie và vitamin D là hai cái thành phần cũng là để cấu tạo nên xương, và chúng tôi hay gọi đó là những các cái chất dẫn. Và trong thực phẩm chức năng của rất là nhiều những các cái công ty đều khi mà sản xuất ra với vitamin với canxi thì đều có thêm magie và vitamin D kết hợp vào. Cái thứ năm nữa đó là sự kết hợp của các chất dinh dưỡng có những các cái liều lượng nhỏ mà khó có thể dùng riêng biệt. Ví dụ như là sắt này, vitamin này, canxi là những chất dinh dưỡng mà có lượng nhỏ trong cơ thể của chúng ta nhưng mà rất là cần thiết. Nhưng mà dù nó có những các cái hàm lượng nhỏ, nếu mà chúng ta bị không bổ sung đầy đủ thì chúng ta có thể mắc một số những các cái bệnh không thể ngờ đến, những các đặc biệt là những bệnh mà liên quan đến da hoặc là những bệnh mà liên quan đến thần kinh, và thậm chí là những các cái người mà bị thiếu sắt thì chúng ta sẽ thấy là cơ thể của chúng ta thường xuyên là bị choáng, bị thiếu máu, và khi mà chúng ta đứng lên cảm thấy hoa mày chóng mặt. Và đây tôi xin giới thiệu với cả các anh chị về lợi ích về mặt sức khỏe của Life Park. Thì thực sự ra nếu mà nói về lợi ích thì Life Park có quá nhiều lợi ích. Nhưng mà tôi chỉ xin tổng hợp ra đây một số những các cái lợi ích cơ bản. Thứ nhất,
À, thứ nhất đó là cái phương pháp tổng hợp cho sự thiếu dinh dưỡng. Cái thứ hai là bảo vệ tâm và huyết quản. À, tức là khi mà cái thứ nhất là phương pháp tổng hợp cho sự thiếu dinh dưỡng, tức là khi mà chúng ta ăn uống không đảm bảo về 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 những các cái hàm lượng dinh dưỡng thì sản phẩm này là cung cấp những các cái hàm lượng dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là bảo vệ tim và tâm huyết quản. Thì lợi ích đối với việc việc bảo vệ tim nó như sau, thì nó có khoảng 20 loại, trong cái lai các có khoảng 20 loại chất chống oxy hóa, mà chất chống oxy hóa do cái oxy mà có hại cho cholesterol, nó có những cái mức độ rất là thấp. Cái thứ hai là canxi và magie, thì nó làm cho duy trì những các cái hoạt động tốt cho cơ tim và duy trì những các cái huyết áp ở ở độ trung bình. Cái thứ ba nữa đó là vitamin B, thì tất cả các sản phẩm vitamin B này thì nó điều chỉnh được cái lượng cái hormone cytin ở trong máu. À, đây là một cái nguyên nhân gây ra một số những cái bệnh về tim. Và một cái thành phần là cái thành phần là cái thành phần là flavonoid, cái thành phần flavonoid là một cái thành phần chống nghẽn mạch máu, và nó có hoạt tính hoạt động ngoại vi, nó duy trì cái tuần hoàn máu ở mức độ bình thường. Cái thứ ba nữa là sản phẩm này nó lợi ích là nó bảo vệ cho chúng ta khỏi những cái bệnh loãng xương. Thành phần dinh dưỡng của cho xương ở trong Lifepak chủ yếu là canxi, magie, vitamin D, vitamin K đấy. Và cái thứ tư nó đó là tăng cái khả năng miễn dịch cho cơ thể. Cái thứ năm là nó làm cho tăng các cái tác dụng chuyển đổi đường huyết. Bình thường thì cái insulin ở trong cơ thể của chúng ta nó có những các cái sự chuyển đổi đường huyết. Nhưng mà nó có một số người mắc bệnh tiểu đường thì cái insulin nó bị tăng cao, thì cái sản phẩm Lifepak này nó làm bình thường hóa cái sự chuyển đổi đường huyết và insulin với nhau. Lifepak còn giúp mà hoạt tính, tức là nó làm cho cái sự chuyển đổi của insulin và gluco nó giữ ở mức độ bình thường. Nếu như mà bình thường ra thì cái chất gọi là chất chomum là ở trong cơ thể là độ khoảng 200 cái microgram, thì nó sẽ là bình thường hóa khả năng của insulin. Nhưng mà với những người bị tiểu đường thì do cái chất proteinuria này nó bị thiếu, cho nên cái sản phẩm này nó sẽ bổ sung thêm cái chất đó. Và đặc biệt nữa nó có thêm những các cái vitamin, ví dụ như là vitamin C, vitamin E, magie và kẽm. Cái sản phẩm này nó có tác dụng nữa đó là làm kéo dài tuổi thọ nhờ những các cái tác dụng chống lão hóa rất là tốt. Và cái tác dụng chống lão hóa đầu tiên phải nói đến đó là những các cái tác dụng chống oxy hóa trong cơ thể. Thì như chúng ta biết, gốc tự do đó là những chất rất là có hại cho tế bào và DNA. Thì các gốc tự do này nó phá hủy những các cái tế bào, và cái nguyên nhân gây ra, tức là những các cái chất mà gây ra trong cái quá trình chuyển đổi, ví dụ như là ánh nắng, những các cái tia tử ngoại này, hoặc là những các cái người mà hút thuốc, uống rượu quá độ, những các cái tia phóng xạ, sóng điện tử, những các cái chất gây ung thư, những các cái thuốc và thậm chí những các cái thực phẩm có hại, và thậm chí là những người mà vận động quá mức và bị stress, nó cũng sinh ra những các cái gốc tự do. Chất chống oxy hóa thì nó làm loại bỏ và làm trung hòa những các cái gốc tự do này. Đấy, và nó làm bảo vệ những các cái tế bào DNA khỏi bị tổn thương. Đấy là cái tác dụng của Lifepak đầu tiên, đó là cái chống oxy hóa. Cái vitamin trong 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 Lifepak này, cái chất chống oxy hóa chủ yếu đó là các dòng vitamin, ví dụ như là vitamin C, vitamin E, vitamin A, những các cái beta carotene. Đấy, đấy là những các cái chất chống oxy hóa rất là mạnh. Cái thứ hai là về cái khoáng chất ở trong này nó chống được oxy hóa, đó là kẽm, sắt và cái selenium, là cái mà nó chống lại oxy hóa rất là tốt. Và những chất chống oxy hóa nó nằm trong Lifepak
nó thuộc về cái chất dinh dưỡng thực vật, thì đó là catechin được chiết xuất từ trà xanh, đó là cái lutein từ bột của cúc vàng, của hoa cúc vàng, cái chất là anthocyanin là được chiết xuất từ hạt nho, chất lycopene từ bột cà chua, hoặc là những cái chất từ đậu tương, hoặc là từ vỏ quả cam, quả quýt. Thì đây là những cái chất để chống oxy hóa nằm trong lai pháp rất là cao. Và lai pháp thì nó còn có những các cái tác dụng phòng chống những cái tổn thương DNA và tăng khả năng phục hồi DNA, có tác dụng chống lại lão hóa rất là cao. Đối với cơ thể người lớn như chúng ta thì cần 44 loại dinh dưỡng trong một ngày. Tuy nhiên thì do quá trình của môi trường bên ngoài và những các cái thói quen ăn uống không điều độ thì làm cho chúng ta mất cân bằng giữa các cái loại dinh dưỡng này. Chính vào đó, thêm vào đó thì những các cái thức ăn cùng oxy sẽ tạo ra một lượng oxy gốc tự do và những các cái năng lượng xấu. Chính vì cái oxy gốc tự do này thì được cho là một cái nguyên nhân gây ra những các cái loại bệnh, những các cái bệnh. Và hiện nay cái chất chống chất oxy hóa nó là được là một cái chất mà trở thành vấn đề thu hút và được sự quan tâm của rất là nhiều những giới khoa học gia. Thì LIPAC lấy trọng tâm vào các cái thành phần chống oxy hóa, đã tạo ra những các cái thành phần để chống lại cái oxy hóa chiết xuất từ 10 loại thực vật. Thêm vào đó thì LIPAC gây ngạc nhiên cho những các cái giới bác sĩ, dược sĩ và các công ty chế tạo thuốc, bởi thực tế là 100% các cái sản phẩm này được tạo nên bởi những các cái thành phần tự nhiên, không dùng bất kể một cái chất hóa chất nào cả. Và cái mà không thể không nói đến đó là cái phương pháp. Lần trước thì đã tuần trước đã có một lần tôi nói về cái công nghệ của Phạm. Tuy nhiên thì với những các cái sản phẩm của LifePak thì hiện nay đã sử dụng kết hợp rất là nhiều những các cái phương pháp với nhau. Ví dụ như là cái phương pháp Enhancer Green, đó là một phương pháp đặc biệt là bằng cách là gom và phân loại, tức là gom và phân loại sản phẩm ở tốc độ siêu âm và ở nhiệt độ thông thường để các cái chất dinh dưỡng không bị phá hủy. Như tôi đã nói thì có rất là nhiều những các cái phương pháp, những phương pháp sấy, những phương pháp sấy hoặc là những phương pháp làm khô một ở nhiệt độ cao, thì nó sẽ làm mất đi những các cái chất dinh dưỡng. Và cái phương pháp sử dụng sóng siêu âm và ở nhiệt độ thông thường thì cái những các cái vitamin và khoáng chất ở trong sản phẩm gần như là không bị phá hủy. Mà cái phương pháp này là một cái phương pháp mà vô cùng tiên tiến và đã được NASA dùng để chế tạo thức ăn cho các nhà du hành trên tàu vũ trụ. Cái phương pháp thứ hai đó là cái phương pháp Merino. Cái phương pháp này thì cái mineral thì cái phương pháp này là lần trước tôi cũng đã nhắc đến rồi, đó là cái phương pháp bảo toàn năng lượng cho khoáng chất. Bình thường ra khoáng chất thì nó rất là khó có thể hấp thụ vào cơ thể con người, và nước khoáng, ví dụ như là những các cái nước khoáng thì có những các cái thành phần chất khoáng nó rất rất là phức tạp, cho nên là hoặc là nó rất là nặng cho nên là cơ thể nó khó hấp thụ. Thì để có thể hấp thụ tốt những các cái khoáng chất này thì người ta bọc bọc ra ngoài những cái chất khoáng một cái loại axit gọi là cái axit amino, là để làm tăng cái khả năng hấp thụ chất khoáng vào trong cơ thể của tế bào và trong cơ thể của chúng ta, và nó được hấp thụ vào trong tế bào được tốt hơn. Thông thường thì cái sản phẩm bị nếu như mà không được được bọc vào trong các cái axit amino ấy, thì khi vào dạ dày nó sẽ bị những các cái axit trong dạ dày nó tiêu hóa và nó đào thải bài tiết ra bên ngoài. Nhưng mà do cái thực phẩm này nó được đóng gói bởi cái axit amino cho nên là những các cái thực phẩm khô thì nó không hấp thụ được, cho nên là nó chống lại tối đa là việc bài tiết ra ngoài theo đường nước tiểu, và khi đó thì sản phẩm sẽ được hấp thụ vào cơ thể 100%. Cái phương pháp nữa đó là cái phương pháp STC, tức là cái phương pháp sử dụng đặc biệt đối với vitamin C. Như chúng ta biết thì vitamin C nó rất dễ bị oxy hóa ở môi trường tự nhiên, và vitamin C thì có tính axit, khi đi vào ruột non thì nó có thành phần cái kali ở trong ruột non nó trung hòa gây ra cái hiện tượng là không thể tiêu hóa được và thậm chí là gây đau.
Và hơn nữa thì khi uống vitamin C thì trong khoảng 3 đến 4 giờ mà nếu không được hấp thụ hết thì nó sẽ đào thải ra bên ngoài. Và để giải quyết những cái vấn đề này thì Nu Skin Pharmanic, sản phẩm Pharmanic và Nu Skin đã chiết xuất cái thành phần vitamin C bằng cái phương pháp ST hóa vitamin C là thành phần trung tính, làm tăng cái khả năng hấp thụ và là làm tăng khả năng hấp thụ lên gấp 2 lần bình thường, và đặc biệt nữa là nó giữ lại vitamin C trong cơ thể được một thời gian dài, khoảng từ 6 đến 8 tiếng. Và cái vitamin C cái loại này thì người ta gọi là cái phương pháp SDC, và phương pháp này thì hiện nay là một cái phương pháp tiên tiến nhất của phương pháp sử dụng những các cái vitamin C đối với cơ thể con người. Và tôi xin giới thiệu với anh chị một số những các cái tác dụng của một số các cái loại vitamin và khoáng chất có trong Lifepak Nano để chúng ta có thể hiểu hơn về những cái vitamin chúng ta được sử dụng vào trong cơ thể của chúng ta nó có tác dụng như thế nào. Đầu tiên đó là vitamin A, thì vitamin A có cái khả năng là tăng khả năng chống nhiễm khuẩn và bảo vệ da và những các cái niêm mạc, những các cái bệnh về mắt, ví dụ như là quáng gà này, hoặc là giảm thị lực, hoặc là các cái vấn đề về bệnh về võng mạc. Cái vitamin A nó còn có tăng cường khả năng của buồng trứng và tinh hoàn, thúc đẩy phân hóa cái sự tăng trưởng da, tóc, móng, răng và phân hóa những các cái tổ chức của thượng bì, tức là cái lớp ngoài cùng của da, và cấu tạo những các cái tổ chức thông thường hình thành những các cái sắc tố cho võng mạc và thị giác. Cái vitamin B1 thì đó là một cái coenzyme rất là cần thiết để cấu tạo năng lượng từ cái thành phần đường, cải thiện những các cái bệnh về táo bón mãn tính, những các cái bệnh về viêm thần kinh, trị liệu những các cái bệnh người ta gọi là beriberi và bảo vệ cơ thể khỏi khỏi bị trúng độc, nhiễm độc những cái loại nhiễm độc chì chẳng hạn, những nhiễm độc kim loại nặng, loại bỏ những cái chất không cần thiết và chống lao lực, duy trì trạng thái bình thường của màng tế bào và thần kinh, duy trì những cái vận động của tim cũng như là những cơ và những các cái tổ chức thần kinh ở trạng thái thông thường. Và vitamin B1 còn có tác dụng là chống say xe rất là tốt. Cái vitamin B2 ở trong thành phần Lifepak thì nó có tác dụng tạo năng lượng cho những các cái phần mỡ, chống oxy hóa, trị liệu những các cái nhiễm xạ, những các cái màng ví dụ như là những các cái chất hay gây ra những các cái viêm viêm như là viêm niêm mạc, viêm da, vân vân, và nó làm giải độc tố trong những các cái thức ăn bị phân hủy trong gan. Hiện nay thì trong trong cuộc sống của chúng ta hiện nay, độc tố trong thức ăn thì nó có quá nhiều, kể cả từ những các cái rau rau củ quả, kể cả là những các chất từ thịt, gia cầm, thậm chí là cá, nó cũng có rất là nhiều những các cái độc tố. Thì cái vitamin B2 này nó có tác dụng là nó giải 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 đào thải những các cái độc tố nó còn lưu lại ở trong gan, và nó đẩy mạnh cái tái sinh tế bào, duy trì cho da tóc móng được khỏe mạnh. Đấy, và cái vitamin 2 thì nó cũng làm chống lại, nó giúp chống lại cái giảm cái mỏi mắt, hoặc là những người mà bị những cái thị lực không tốt thì nó có tác dụng giống như là những cái thành phần hữu hiệu của trong 120 loại enzyme khác nhau. Vitamin B3 trong sản phẩm thì nó có tác dụng trị liệu và phòng chống những các cái bệnh nứt da, khô da, hoặc là những các cái bệnh 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 về đau nửa đầu này, hoặc là đau dây thần kinh, viêm da, những các cái viêm ví dụ như là viêm da, viêm lưỡi, hoặc là những các cái bệnh về khớp. Đấy, và ngoài ra nó còn làm cho tăng khả năng tuần hoàn máu rất là tốt. Vitamin B5 trong sản phẩm thì nó giúp trị liệu những các cái bệnh mệt mỏi mãn tính, những các cái bệnh về về thận, ví dụ như là những các cái cải thiện cái chức năng của vỏ thượng thận. Nó có tác dụng với những các cái bị những người bị bệnh huyết áp thấp và những các cái người bị hạ đường huyết, và nó có tác dụng nữa đó là tác dụng chống những các cái căng thẳng và nó làm giảm những các cái cơn đau liên tục. Và đặc biệt
là nó sản sinh ra những cái hormone giới tính và những cái hormone thần kinh làm tăng cường phục hồi những cái vết thương và tăng cái khả năng nhiễm khuẩn hoặc là cái khả năng viêm nhiễm lên khá là nhiều. Vitamin B6 trong sản phẩm thì có tác dụng phòng chống những cái bệnh tiểu đường xơ vữa động mạch. Tác dụng của nó chữa được bệnh tiểu đường rất là tốt và nó có hiệu quả với những các cái người mà hay bị hay mắc bệnh muốn ói, hay bị ói, và những người mà bị viêm dây thần kinh ngoại vi, và cải thiện những các cái viêm nhiễm da do bị dị ứng, chống béo phì, chuyển hóa những các cái chất đạm rất là tốt. Và cái sản phẩm này nó còn thúc đẩy những các cái axit nucleic, thúc đẩy cái sự hợp thành cái axit nucleic, thì chống lại những các cái vấn đề về lão hóa cũng như là giảm đau những các cái dây thần kinh, ví dụ như là dây thần kinh tay này, dây thần kinh chân, hoặc là những các cái người mà bị đau bụng kinh nguyệt là nó cũng giảm đi. Vitamin B7 trong sản phẩm thì có rất là nhiều người, chúng ta sẽ nghe đấy thấy đến vitamin B1, B2, B6, B12, nhưng mà có rất là nhiều người ít biết đến vitamin B7, B6, B9. Thì cái vitamin B7 thì nó làm giảm cái lượng cholesterol trong máu rất là tốt, nó làm cho cái tóc nó khỏe hơn và nó làm cho chống rụng tóc rất là tốt. Và đặc biệt nữa, nó là chống những các cái bệnh về da, ví dụ như là những các cái bệnh về eczema, hoặc là nó có những các cái tác dụng chống lại những cái huyết quản ngoại vi, đó là nó mang đến những các cái thành phần cần thiết cho cơ thể, cái sự phát triển của cơ thể ấy. Cái vitamin B9 thì nó là cái vitamin B9 này, nó chủ yếu điều trị trong những các cái vấn đề về thiếu máu, và nó làm chống loét những các cái màng nhầy niêm mạc trong khoang miệng hoặc là trong dạ dày, bao tử. Sử dụng cùng với một số những cái loại axit thì nó có thể tác dụng chống chống tức là nó làm chống lại cái tóc bạc của chúng ta, rất là cần thiết để tăng cường và tái sinh tế bào, và nó chống cái thiếu máu cục bộ. Và đặc biệt cái vitamin B9 này nó cũng chống được những các cái ngộ độc thực phẩm rất là tốt, như các cái ký sinh trùng có trong dạ dày, và giúp da của chúng ta khỏe mạnh. Sử dụng giống như là một thuốc, làm cái sự bình tĩnh của chúng ta được được tốt hơn. Nó sẽ làm cho chúng ta được ổn định cái tâm tính, mà và cái sản phẩm vitamin B9 nó cũng giúp vận chuyển cái CO2, chuyển đổi cái axit nucleic để tổng hợp DNA và thúc đẩy cái khả năng tăng trưởng của tế bào. Sản phẩm có cả vitamin B12, thì B12 có tác dụng là tổng hợp những các cái chất đạm, chống những chống lại những các cái chứng mệt mỏi mãn tính, suy giảm trí nhớ, ứng dụng trong những các cái vấn đề về điều trị về thiếu máu, bình thường hóa khả năng của thần kinh và giúp phát triển nhanh chóng, trẻ em phát triển được thần kinh được tốt hơn, tăng thể lực, tăng khả năng trí nhớ và tập trung, và duy trì ổn định cho thần kinh, đặc biệt tốt cho đối với một số các em trong quá trình học thi cử. Và trong LifePack có cả sản phẩm LifePack Teen sử dụng cho các em từ lứa tuổi khoảng 12 đến 18 tuổi trong cái quá trình ôn luyện thi cử cũng rất là tốt. Sản phẩm trong LifePack nó có thành phần vitamin C. Thì như ở trên tôi đã nói rồi, thì cái vitamin C có rất là nhiều người đã biết đến. Tuy nhiên thì có rất là ít người biết đến cái tác dụng của vitamin C. Thì vitamin C giúp điều trị chống ung thư và virus ở gan, giúp điều trị tất cả những cái chứng bệnh về virus, ví dụ như là cảm cúm này, hay là những các cái virus gây ra những cái mụn rộp ở môi, ở lưỡi, vân vân, và thúc đẩy những các cái quá trình sinh sản, sản xuất ra cái ethanol này, thì thúc đẩy quá trình sản xuất gamma globulin. Những các cái từ chuyên môn này thì thực sự ra nếu mà nói thì có thể là các anh chị cũng cũng khó có thể nhớ, và tôi sẽ cố gắng là cũng không nói đến các từ chuyên môn nhiều. Cái sản phẩm vitamin C thì nó sản sinh những các cái hormone ở vỏ thượng thận, giúp hợp thành những các cái collagen, giảm đi những các cái cholesterol trong máu rất là tốt, và giúp thải những các cái chất độc tố trong cơ thể,
chống lại những các cái chất mà gây ung thư, trung hòa những các cái độc tố của cadmium và giải, tức là nó giải độc từ những các cái nọc rắn. Ví dụ cái vitamin C này thường những người mà bị rắn cắn sử dụng những cái thành phần, ví dụ người ta hay vắt cái quả chanh ra và bôi vào những các cái vết rắn cắn ngay từ trong những lúc đầu thì nó có tác dụng là nó giải độc rất là tốt. Và vitamin C đặc biệt nó có tác dụng chống oxy hóa rất là mạnh. Vitamin D trong sản phẩm thì nó làm cho đẩy mạnh hấp thụ canxi được tốt hơn và giúp vận chuyển canxi trong cơ thể để tích lũy canxi cộng trong xương, thúc đẩy hình thành xương và răng và trị những các cái vấn đề về trị liệu vấn đề về viêm niêm mạc và phòng chống những các cái bệnh về thận, thúc đẩy những các cái chức năng của tim. Và sản phẩm vitamin D rất là dễ dàng, rất là dễ dùng đối với trẻ em, phụ nữ mang thai và những cái sản phụ đang mang thai nữa. Vitamin E có trong sản phẩm thì có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu huyết, chuyển đổi máu, chống lại những cái lượng cholesterol, tăng cường khả năng vận động của tim, những các cái khả năng giới tính, khả năng hoạt động, kiểm chế những các cái chất, kiểm soát những các cái chất gây ung thư, những các cái mà gây lão hóa, những các cái chứng cứng động mạch với những cái tác dụng chống oxy hóa rất là tốt. Có rất là nhiều chị em phụ nữ ra hiệu thuốc chỉ mua vitamin E thông thường để sử dụng thì các chị cũng có thấy rằng cái da của mình được căng hơn, được mịn màng hơn. Đó là cái khả năng chống oxy hóa rất là tốt của vitamin E. Và vitamin E thì nó có tác dụng bảo vệ phổi từ những các cái chất gây ô nhiễm thông qua cái quá trình chống oxy hóa, và nó có tác dụng chống mệt mỏi, bảo vệ cái huyết quản của chúng ta rất là tốt và kéo dài tuổi thọ của hồng cầu, tăng cường cơ và đẩy mạnh quá trình chữa lành các vết thương hoặc là những các cái vết bỏng. Vitamin B9 thì như lúc nãy thì tôi đã nói rồi, thì có cái sản phẩm vitamin P. Cái vitamin P này thì chắc là mọi người cũng rất là ít nói đến. Thế nhưng mà cái sản phẩm này thì nó là chất mà chắc những các cái mô ở trong huyết quản, có hiệu quả tạm thời đối với những các cái chứng bệnh ví dụ như cao huyết áp hoặc là đông cứng động mạch hoặc là chảy máu chân răng hoặc là những các cái mà nó tăng cường cái chất chống oxy hóa cho vitamin C để tăng cái khả năng chống lại những các cái vấn đề về viêm nhiễm rất là nhiều. Trong thành phần của Lipac thì đặc biệt đó là cái thành phần cái beta carotene. Carotene này thì nó có tác dụng là chuyển thành cái vitamin A đúng bằng cái lượng mà cơ thể cần thiết. Còn phần còn lại có tác dụng chống oxy hóa, tác dụng là ngăn cản quá trình chuyển hóa và phát bệnh của những các cái bệnh ung thư và các bệnh liên quan đến huyết quản. Kết quả điều tra cho thấy là những người mà dùng nhiều những cái thành phần beta này, carotene này thì nó có những người này thì thường là có tuổi thọ cao hơn và tác dụng của cái chất beta carotene này nó là có tác dụng chống oxy hóa cao hơn gấp 1.000 lần so với vitamin E. Và một cái chất nữa đó là chất alpha carotene thì nó có khả năng là đánh bại những các cái tế bào ung thư rất là tốt ở trong cơ thể và nó có tác dụng oxy hóa của cái beta carotene này rất là lớn hơn nhiều so với cả cái alpha carotene. Trong sản phẩm nó còn có cả thành phần iốt thì nó là một nguyên liệu của một số những cái hormone. Những các cái hormone này là giúp chuyển hóa tế bào và có tác dụng là giúp hệ thần kinh hoạt động được tốt. Thành phần nữa là canxi thì đã nói rồi, nó là thành phần để cấu tạo nên xương. Tuy nhiên nó cũng có tác dụng là phòng chống những các cái bệnh về tiểu đường, những các cái bệnh về cứng, xơ vữa động mạch hoặc là điều trị về những cái chứng bệnh về thần kinh, mất ngủ hoặc là nó đẩy mạnh cái quá trình đông máu được tốt hơn. Sắt thì nó có cái hàm lượng cái hemoglobin là cái thành phần chủ yếu của hồng cầu và nó là một cái chất mà nó là một cái khoáng chất để cấu tạo nên
nó cấu tạo nên cái kata, cái catalase và cái SOD, đó là những cái chất chống oxy hóa. Kẽm ở trong thành phần của NiPAP thì có tác dụng là tăng cường cái khả năng đề kháng cho da, trị liệu viêm da, chống căng thẳng và có tác dụng kiềm chế những cái vị giác của tự nhiên, điều chỉnh những cái chức năng của tuyến giáp, đó là những các cái chất khóa của vị giác, những các cái giới tính hoặc là những các cái vấn đề về căng thẳng trong cuộc sống. Cái chất nữa đó là chất kali. Chất kali thì duy trì cái cân bằng kiềm ở trạng thái bình thường nhất trong cơ thể và duy trì phản ứng một cách thông thường ở cơ thể, và nó giải tỏa căng thẳng cho chúng ta rất là nhiều. Và đặc biệt nữa đó là mở rộng cái huyết quản để duy trì những các cái hoạt động của tim và đặc biệt là của mạch, để thúc đẩy cái quá trình bài tiết insulin rất là tốt. Cái magie ở trong thành phần này là thành phần không thể thiếu trong các cái hoạt động, các yếu tố liên quan đến việc hợp thành cái axit nucleic, là chuyển hóa đạm và chuyển hóa chất đường, để trị liệu trong những các cái phòng chống sỏi thận, và hợp thành cái lecithin trong cơ thể thì kết hợp với vitamin A, C thì nó sẽ cho một cái hiệu quả cao hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì trong LifePak nó còn có rất là nhiều những các cái thành phần, ví dụ như là thành phần selenium tự nhiên, thành phần rutin, chrome, molybdenum, lycopene, cái vân vân. Thì tất cả những các cái chất này thì nó có những các cái tác dụng là chuyển hóa những các cái chất đường trong ngũ cốc, hoặc là chuyển hóa có tác dụng là kiểm soát những các cái chất, chống lại những các chất oxy hóa, tạo ra những các cái chất mà ảnh hưởng đến, tức là tạo ra những các cái chất mà tạo thành cái ảnh hưởng là những các cái trong thức ăn của chúng ta, nó tạo đến những cái chất gọi là chất vô cơ trong những cái chất nguyên hình ấy, thì là nó sẽ làm giảm đi những các cái ảnh hưởng đó. Và những các cái sản phẩm, ví dụ như những các cái thành phần chiết xuất từ hạt nho, thì như lúc nãy tôi đã nói rồi, nó là một chất mà chống oxy hóa, mang lại cái hiệu quả rất là cao cho cơ thể. Ngoài ra nó còn có những cái chất được chiết xuất từ bột cà chua như là chất lycopene, hoặc là những cái chất chiết xuất từ hạt nho, rồi từ bắp cải, từ quả bưởi, từ vỏ quả cam, từ đậu nành, vân vân. Và tất cả những cái chất hiện nay thì những cái thành phần hàm lượng vitamin và khoáng chất có ở trong LifePak có rất là nhiều, và tất cả những cái chất này đều là những chất mà tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể và nó làm giảm các cái sự oxy hóa. Cái phản ứng tốt khi mà sử dụng cái LifePak này đó là những các cái triệu chứng xảy ra trong cơ thể. Có rất là nhiều người khi sử dụng sản phẩm LifePak có những triệu chứng và người ta cho đó là phản ứng phụ của thuốc. Thì tôi cũng nói với các anh chị là đây không phải là thuốc, và tất cả những các cái triệu chứng này đó là cơ thể của chúng ta đang được điều chỉnh một cách rất là có hiệu quả. Phản ứng tốt là một cái hiện tượng mà cơ thể đang được điều chỉnh và quay về với cái trạng thái khỏe mạnh, khác hẳn với những cái tác dụng phụ về mặt căn bản của thuốc. Và ban đầu thì khi sử dụng những cái sản phẩm thì nó có thể nhanh chóng thải ra những các cái chất thải và độc tố tích lũy ở trong cơ thể của chúng ta. Chính vì cái hiện tượng, chính vì cái vấn đề mà đào thải độc tố đó, nó sẽ xuất hiện những các cái phản ứng mà mọi người cho là không tốt, nhưng đây là những các cái phản ứng tốt để đào thải và cân bằng, đào thải những chất có lợi và cân bằng lại trong cơ thể của chúng ta. Và cái triệu chứng phản ứng tốt thì mỗi một người khác nhau, mỗi một cơ thể, mỗi người khác nhau, không có ai giống ai cả. Và nếu như mà có những cái hiện tượng ví dụ như là mất ngủ này, táo bón, chảy nước mũi, chóng mặt, hay là hơi thở cũng như là miệng có mùi hôi này, hoặc là những cái đau thì đau hơn, đau dạ dày, đau khớp, đau vết đau cũ, thì có thể đấy là những cái tác dụng tốt của thuốc. Do đó thì thuốc có những cái thành phần chống lại những cái độc tố trong cơ thể, cho nên nó gây nên những cái hiện tượng
như ở trên trên màn hình tôi có nói, thì do cuộc sống sinh hoạt và cái thói quen khi ăn uống của mỗi một người khác nhau nên cái phản ứng tốt này nó có thể xảy ra ở mỗi một cơ thể khác nhau, có thể là gây ra có những người chỉ trong vòng 3 ngày đến một tuần sau khi sử dụng thì các triệu chứng nó sẽ giảm. Tuy nhiên cũng có một số những người mà có những triệu chứng gây ra có thể là sau đó 1 tháng, và do cái liều lượng dùng của mỗi người khác nhau cho nên là cái hiện tượng nó cũng hiện tượng tùy từng người nó cũng khác nhau. Đấy, và chính vì cái điều căn chỉnh, nó căn chỉnh lại cơ thể để quay về với cái tình trạng khỏe mạnh ban đầu thì nó gây ra những các cái hiện tượng như thế. Và tất cả những các cái hiện tượng này là những hiện tượng hoàn toàn bình thường. Lai Pak thì có rất là nhiều những cái dòng Lai Pak, Lai Pak Tim, Lai Pak sử dụng cho phụ nữ mang thai hay còn gọi là Lai Pak bà bầu, rồi sử dụng Lai Pak Woman là sử dụng cho phụ nữ. Và đặc biệt là với Lai Pak Nano, với công nghệ nano đó là tinh thể siêu nhỏ thì nó sẽ đi sâu vào dưới thành ruột của chúng ta, nó mới vỡ ra những các cái tinh thể nano nó mới vỡ ra và nó thẩm thấu vào ruột của chúng ta 100%, nó sẽ không bị đào thải ra bên ngoài mất đi bất kể 1% nào. Cho nên là để nói rằng cái Lai Pak Nano là một sản phẩm vô cùng hữu hiệu và là một sản phẩm hiện nay nó là một sản phẩm chủ đạo của Nu Skin. Và tôi mong là tất cả chúng ta, nếu như mà chúng ta muốn không bị một một bệnh tật nào ở thì tương lai thì chúng ta phải phòng chống ngay từ khi chúng ta chưa bị bệnh. Phòng chống có rất là nhiều những cái phòng chống khác nhau. Đó là gì? Đó là chúng ta ăn tốt, ngủ tốt. Ăn ngủ tốt đó là bí quyết tốt nhất cho sức khỏe, và phải duy trì những cái nhịp điệu sinh hoạt hợp lý. Ví dụ như là thức đêm, ăn đêm thì đều là những cái tác nhân gây hủy hoại cho sức khỏe. Tuy nhiên ở hiện nay trong cái cuộc sống có rất là nhiều những cái bộn bộn bề toan tính, thì có rất là nhiều người ăn ngủ thất thường. Khi mà chúng ta ăn ngủ thất thường, khi mà chúng ta có quá nhiều những lo toan trong cuộc sống thì chúng ta phải chủ động chăm sóc sức khỏe bằng cách cung cấp, luôn luôn cung cấp đầy đủ các loại vitamin, khoáng chất cũng như dưỡng chất cho cơ thể của chúng ta, để cho tế bào của chúng ta luôn luôn được khỏe mạnh, năng lượng của chúng ta luôn luôn được tràn đầy, thì cơ thể sống của chúng ta là một cơ thể khỏe mạnh. Khi một cơ thể khỏe mạnh, đầu óc khỏe mạnh và nó sẽ sản sinh ra lợi nhuận cho các anh chị rất là nhiều. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các anh chị. Rồi, cảm ơn Nguyệt. Bài nói chuyện rất hay và phong phú về những cái dữ liệu và những cái thông tin đó mấy anh chị. Từ trước tới giờ có thể là rất ít khi mình có được một cái dịp mà tìm hiểu một cách sâu sắc đấy. Thành ra đây cũng là một cái bài nó sẽ được post ở trên cái Facebook và trang liên nguyễn.com để mấy anh chị có thể vào đó và nghe lại. Một cái câu hỏi đó, câu hỏi chót trước khi mình ngưng cái buổi webinar tối hôm nay đó, là trong cái việc mà dinh dưỡng cần thiết thì có những cái phải có những cái nên có những cái có cũng được không có cũng được đó. Thì cái câu hỏi là chị Nguyệt, cái life hack này có phải là cái mà mọi người cần có phải có không? Theo ý kiến riêng của chị thì như thế nào? Hiện nay ấy, thì như ban đầu tôi đã nói là có một số những các cái vitamin và khoáng chất thì cơ thể không tự tổng hợp được từ thức ăn thông thường. Chính vì thế chúng ta phải bổ sung từ bên ngoài vào, đó là các thực phẩm đường uống. Nếu như mà chúng ta thường xuyên uống được vitamin, tất cả những các cái loại vitamin như tôi vừa nói, vitamin B1, 2, vitamin B6, B7, B9, B12, các chất canxi, các chất magie, vitamin D, vitamin P, kali, kẽm, sắt, vân vân. Và đặc biệt là những các cái khoáng chất nữa. Thì nếu như mà chúng ta uống mỗi một cái loại thuốc chúng ta mua thì như ở hiệu thuốc thì chúng ta chỉ cần mua vitamin B1 đúng không ạ? Là nếu như mà vitamin B1 thì một ngày uống 6 viên, với cái viên nhỏ đấy là 6 viên một ngày. Vitamin C 500 mg 2 viên một ngày.
Vitamin E, tức là nếu mỗi thứ vitamin chúng ta chỉ mua một một loại thôi thì chắc là chúng ta uống cả cả một 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 túi túi một vốc lớn luôn. Nhưng mà tất cả các loại vitamin khoáng chất tổng hợp đã được làm gọn nhỏ chỉ trong 6 viên lai like. Vậy thì các anh chị lựa chọn phương pháp nào ạ? Và tôi tin chắc rằng cơ thể của chúng ta có những chất tổng hợp được từ cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên có rất nhiều chất như đã nói ban đầu cơ thể không tự tổng hợp được mà phải bổ sung từ bên ngoài. Và tất nhiên là như tôi đã nói ở cái câu cuối cùng, đó là để có một sức khỏe, có một thể trạng tốt, đó là chúng ta ăn tốt, ngủ tốt, sinh hoạt chế độ sinh hoạt hợp lý, nhịp điệu sinh hoạt hợp lý. Và nếu như mà các anh chị có được tất cả những cái điều như trên, một cơ thể đã khỏe mạnh rồi và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không bị thiếu chất gì thì không nhất thiết là phải uống. Tuy nhiên thì tôi khẳng định rằng không có một ai là cơ thể không có thiếu một cái gì. Nếu như chúng ta không thiếu cái nọ thì chúng ta cũng thiếu cái kia. Và thay vì chúng ta phải sử dụng rất là nhiều 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 thứ vitamin và khoáng chất cho từng các cái thành phần khác nhau thì chúng ta chỉ gói gọn lại trong một vài cái viên thuốc. Và lần sau thì hoặc là các anh chị có thể là mở mở trên YouTube có chị Thúy Trinh nói là lý do tại sao Lai Các Nano lại có tới 7 viên. Bởi vì công ty Nu Skin cũng như là Phạm Manex họ đã sáng tức là họ đã đưa quy vào những sản phẩm mang tính dầu có thể là sẽ làm chung vào những cái viên, những sản phẩm ở dạng bột không hòa tan trong dầu sử dụng riêng. Bởi vì tất cả mỗi một sản phẩm nó có một cơ chế hấp thụ khác nhau. Chính vì thế cho nên là chúng ta cần phải sử dụng. Tại sao không cho tất cả vào một viên? Nhưng mà như ban đầu thì tôi đã nói là với Life Park Nano hiện nay là đang có tất cả là 6 cái loại thực vật dinh dưỡng, 10 loại khoáng chất và 13 loại vitamin các loại ở trong thành phần của Life Park Nano. Cho nên là sự quyết định sử dụng hay không thì đấy là tùy thuộc ở các anh chị ạ. Bởi vì đây không phải là thuốc chữa bệnh mà nó chỉ là bổ sung tăng cường những cái gì chúng ta thiếu được. Rồi, rất hay. Vâng, cảm ơn Nguyệt. Chắc là trong tương lai đó một số mấy anh chị mình có thể hỏi chị Nguyệt nói chuyện thêm về cái cách sử dụng cũng giống như là uống mỗi ngày 2 lần như thế nào và mỗi lần uống trước bữa ăn sau bữa ăn như thế nào. Và có thể cái đó nó là một cái đề tài riêng đó một số mấy anh chị. Vì vì cái này nó không phải là chỉ bổ sung cái vấn đề cái vitamin A, B, C, D gì đó mà nó có cái tính cách là nó chống cái oxy hóa đó, là tại vì con người mình bị những cái phân tử tự do nó tấn công mỗi giây nguyên 24 tiếng đồng hồ mà chỉ suốt 24 tiếng đồng hồ. Và đó là lý do tại sao khi mình dùng cái Lifepak Nano mình phải dùng đúng cái thời lượng đó. Là tại vì nó có thể nó giúp cho bảo vệ cái vấn đề mà chống oxy hóa. Thành ra cái đó cũng là một trong những cái đề tài thú vị mà chắc kỳ tới nè, mình sẽ hỏi chị Nguyệt trình bày thêm. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của mấy anh chị. Một số đông mấy anh chị có viết ở đây là khen tặng cái những cái kiến thức mà mấy anh chị, và cũng cảm ơn chị Nguyệt về những cái kiến thức mà mấy anh em học được ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn Nguyệt, cảm ơn tất cả mấy các anh chị. Chúc mấy anh chị ngủ ngon và hẹn gặp lại mấy anh chị vào ngày mai cũng vào giờ này. Vâng, xin chào các anh chị ạ.